Xin chào tất cả các bạn Đến với lớp giáo lý dự tòng Chúng tôi tạo mọi điều kiện Để có được lớp giáo lý dự tòng Mà các bạn không phải đến Để học trực tiếp Có thể dành những thời gian nào đó Thuận tiện nhất các bạn Để các bạn có thời gian tìm hiểu về đạo ừ, Trước khi chúng ta đi vào chi tiết Để chia sẻ với nhau Tôi muốn các bạn cùng với tôi giây phút này Chúng ta dành một khoảng lặng để cầu nguyện. Xin Chúa chúc lành cho tiến trình tìm kiếm đức tin của các bạn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa xin chúc lành cho lớp giáo lý dự tòng của chúng con. Xin Chúa cho chúng con nhận ra sự thôi thúc từ nội tâm để chúng con tìm kiếm Chúa. Hay đúng hơn xin cho chúng con biết ngoan ngoãn để chính chúa gõ cửa tâm hồn tìm kiếm chúng con xin cho chúng con được hiểu biết về chúa để có thể trở nên môn đệ của ngài chúa hàng sống và hiển trị muôn đời amen nhân danh cha và con và thánh thần amen thưa các bạn giảng khóa về giáo lý dự tòng tôi xin được uh, giới thiệu một cách tổng quát khi chúng ta đi vào chi tiết Giảng khóa này gồm 30 bài học Và mỗi bài học Thiết tưởng khoảng trên dưới 30 phút Đó là thời lượng Mà chúng ta uh, sắp xếp cho mỗi bài 30 bài học được chia làm 3 phần không đều nhau Phần thứ nhất Đức tin trong cuộc sống chúng ta đặt những vấn đề nghiêm túc trong cuộc sống này cần thiết phải có đức tin hay không đức tin có tầm quan trọng nào rồi phần thứ hai chúng ta nói đến đối tượng của đức tin nghĩa là chúng ta tin không phải bất kỳ điều gì không phải tin bất kỳ ai vậy thì đâu là đối tượng đức tin của chúng ta chúng tôi diễn tả điều này ở phần thứ hai và phần thứ ba làm thế nào để chúng ta thể hiện đức tin trong cuộc sống của mình? Đời sống của một người có đức, người có đức tin có gì khác với đời sống của một người không có hoặc chưa có đức tin? Thì đó là ba phần với 30 bài học. Và bây giờ tôi mời các bạn đến với bài học đầu tiên với chủ đề Tôn giáo là gì? Tôn giáo có cần thiết hay không? các bạn đang hiện diện trong lớp học này có thể có người không có tôn giáo nào hết có thể có người là một tôn giáo khác không phải là ki tô giáo chẳng hạn bạn là cao đài giáo bạn là phật giáo hay một tôn giáo nào đó ở đây chúng ta chưa nói đến ki tô giáo mà chúng ta bàn với nhau Tôn giáo là gì? Trước khi có câu trả lời hay tìm hiểu sâu hơn về Kitô giáo hay Công giáo. Câu hỏi đầu tiên tôn giáo là gì? Chắc chắn để trả lời một câu hỏi này mang tính cách rốt ráo thì nó có cả một khoa tôn giáo học. Với thời lượng của một bài học tôi chỉ muốn trình bày những khái niệm căn bản nhất khái quát nhất khi nói đến tôn giáo thì có lẽ việc đầu tiên chúng ta lưu ý chúng ta cần phải phân biệt tín ngưỡng và tôn giáo tín ngưỡng là cái gì đó ở trong lòng của mình mình tin tin từ trong lòng Giống như kiểu một cái câu nói rất quen thuộc ta vẫn nghe đạo tại tâm trong tâm hồn của mình thì nó là tín ngưỡng. Chẳng hạn như là tín ngưỡng dân gian vân vân. Còn khi ta nói đến tôn giáo đó thì nó có nhiều chuẩn mực khác nữa. Tôn giáo thì phải có một thể chế. Tôn giáo thì có hệ thống giáo điều. Tôn giáo thì phải có hàng giáo phẩm, hàng giáo sĩ vân vân. Trước khi đi vào bàn chuyện tôn giáo như vậy thì tôi muốn chia sẻ với các bạn cái gọi là hiện tượng tôn giáo. Con vật không có tôn giáo. Con vật không có chiều kích tâm linh. Nhưng là con người dù là rất bán khai dù là còn rất là mộc mạc thì mỗi người đều diễn tả cái khát khao và cái tương quan của mình với một đấng thần thiêng nào đó tôi nói giống như là người dân gian của chúng ta đó diễn tả cái khao khát của mình với đấng thần thiêng chẳng hạn đạo thờ trời nhận ra có một đấng vượt trên mình ca dao việt nam tục ngữ việt nam có câu lạy trời mưa xuống lấy nước tôi uống lấy ruộng tôi cày đấy là một cái khao khát con người và thượng đế hay uh, khi mà chuẩn bị những bài chia sẻ này đó thì chúng ta đang ở bầu khí chuẩn bị tết tôi uh, nghĩ đến tế đàn nam giao à, tế đàn nam giao người việt của chúng ta đó trong những cái dịp xuân thì lập tế đàn và quốc trưởng sẽ là người tế trời để cầu cho quốc thái dân an đấy cũng là một cái nét tín ngưỡng một cái nét tôn giáo rất đẹp rất chân quý rồi trong mỗi gia đình của chúng ta ngày xuân ngày tết ai cũng chuẩn bị lễ vật trên bàn thờ ngoài trời thì bàn thờ thiên trong nhà bàn thờ gia tiên để những ngày tết ngày lễ ngày rằm chúng ta nhớ đến trời đất rồi nhớ đến tổ tiên đó cũng là một cái nét tôn giáo tự sâu thẳm từ xa xưa ví dụ như là trong Do Thái giáo đó, tôn giáo diễn tả cái gì đó như là lòng biết ơn. Khi mà các tổ phụ đón nhận ơn của Chúa thì lập bàn thờ để tế Chúa. Một cách rất tự nhiên bày tỏ lòng hiếu kính của mình. Cho nên cái hiện tượng tôn giáo xảy ra nơi đây nơi đó khác nhau nhưng mà chung quy diễn tả cái khao khát cái tương quan của mình với thần linh tương quan với thần linh à, các bạn thấy khi mà phân biệt tôn giáo đó thì trước hết chúng ta phân biệt hay là phân loại xét về đối tượng thờ kính và tiêu chuẩn thứ hai khi phân loại tôn giáo thì chúng ta xét về nguồn gốc của tôn giáo nguồn gốc bởi vì có những tôn giáo là do nỗ lực của con người Do sáng kiến của con người Và do chính con người tìm ra một cái lối đường Để có thể được giải thoát hay tìm được hạnh phúc Chẳng hạn như khi Đức Phật giác ngộ Thì Ngài chỉ cho con người con đường để đạt đến sự giác ngộ đó Hầu thoát khỏi bến mê Hầu thoát khỏi cái cõi trần gian ô trọc mà đạt đến niết bàn hay là đạt đến bản lai diện mục đời mình thì tôn giáo đó gọi là tôn giáo tự nhiên, tôn giáo tự nhiên và có những tôn giáo không phải do con người sáng kiến, không phải do con người tìm tòi mà biết được mà từ trời cao mặc khải chưa, à, từ trời cao biểu lộ chưa, ta gọi đó là tôn giáo mặc khải như là do Thái giáo như là Kitô giáo Thiên Chúa mặc khải mình ra và mời gọi con người đáp trả để con người được hạnh phúc thì tôn giáo đó gọi là tôn giáo mặc khải tôn giáo mặc khải rồi cái tiêu chuẩn thứ ba để chúng ta phân chia tôn giáo thì ta xét về cơ cấu tổ chức của một tôn giáo thông thường một tôn giáo đúng nghĩa thì phải bao gà bao hàm một số yếu tố trước hết phải có hệ thống giáo lý một cách hoàn chỉnh và hệ thống giáo lý đó có khả năng trả lời một cách minh nhiên những vấn đề của con người. Những vấn đề của con người, giáo lý phải có câu trả lời. Ví dụ, con người ta sống có ý nghĩa gì không? Con người ta chết thì làm sao? Ví dụ vậy. Ngoài ra thì tôn giáo đó phải có một hình thức tôn thờ riêng biệt. Chẳng hạn chúng ta đến với các nhà thờ công giáo đi Có thể nơi này nơi kia có một chút khác biệt về văn hóa Hay là sử dụng những ngôn ngữ khác nhau Nhưng mà hình thức cử hành thánh lễ tôn thờ thì như nhau mà Có một hình thức tôn thờ riêng biệt Có các bí tích vân vân Và điều thứ ba Tôn giáo đó có một cái phẩm trật Có các vị lãnh đạo tôn giáo Rồi có các tín đồ làm thành một phẩm trật trong tôn giáo thì đó là những cái tiêu chuẩn rất căn bản rất căn bản để chúng ta phân biệt đó có phải là một tôn giáo hay không có phải là tôn giáo hay không về việc uh, phân loại thì có ba cái cách thức như vậy phân loại về đối tượng thờ kính phân loại về nguồn gốc tôn giáo và phân loại về cơ cấu tổ chức chủ đề bài học của chúng ta đó là tôn giáo là gì tôn giáo có cần thiết không những gì ngắn gọn tôi vừa chia sẻ như là một cái khái niệm hết sức là đơn sơ để trả lời câu hỏi tôn giáo là gì chính những cái khao khát của con người hướng về thiên chúa hướng về thượng đế hướng về trời cao đã tìm ra một cái lối đường để sống thì gọi đó là một tôn giáo tự nhiên còn tôn giáo do trời cao ban xuống tôi gọi là tôn giáo mặc khải và ở cái phần thứ hai tôi muốn chia sẻ với các bạn ý còn lại của chủ đề tôn giáo có cần thiết không phải chăng tôn giáo cũng là một thứ trang điểm nào đó cho cuộc đời nó đẹp hơn thôi giống như là mặc áo sơ mi thắt cà vạt đẹp rồi nhưng mà khoác thêm cái áo vest nữa thì nó trang trọng phải chăng chỉ là vậy hay tôn giáo đơn giản chỉ là một cái món thêm vào cho bữa ăn thịnh soạn phải thế không tôn giáo có thực sự cần thiết cho đời sống của chúng ta không các bạn theo đuổi lớp giáo lý này có thể vì các bạn muốn tìm tòi để hiểu thêm về các tôn giáo, hiểu thêm về Khi tôn giáo. Cũng có thể các bạn nghe được một sự thúc bách nào đó từ nội tâm của các bạn để các bạn tìm kiếm. Cũng có thể các bạn quen một người bạn trai, một người bạn gái là người công giáo. Cho nên bạn học lớp giáo lý này. Mỗi người có một lý do. Thế nhưng liêm chính nội tâm một chút để ta nhìn vào chính cái khát vọng sâu xa nơi bản thân mình dĩ nhiên không phải ngày một ngày hai hay chốc lát là chúng ta có được câu trả lời tôn giáo có thực sự cần thiết không bây giờ tôi nói cần thiết hay không cần thiết có khi nó mang tính cách áp đặt tôi cứ tạm trình bày một cách khách quan và các bạn có khả năng để thẩm định có khả năng để thẩm định trước hết chúng ta thấy tôn giáo có khả năng để mà giải đáp những vấn nạn Căn bản trong đời sống của con người Dĩ nhiên trong đời sống con người Thì bao nhiêu vấn nạn mà kể Ý nghĩa cuộc sống Cơm áo gạo tiền Công ăn việc làm Tương quan xã hội Tôn giáo giúp tôi giải quyết hết được không Theo tôn giáo chúng tôi làm ăn có khá giả hơn không Tôi không đi vào chi tiết Từng những cái nỗi lo toan Của chúng ta trong đời sống xã hội nhưng mà tôi muốn nhìn cái điều căn cốt nhất có lẽ từ khi con người xuất hiện con người biết suy tư thì những vấn nạn hết sức căn cốt đã được đặt ra và khi con người dù tiến bộ đến đâu chăng nữa thì những vấn nạn đó vẫn còn rất hiện sinh đụng chạm đến con người đó là những vấn nạn gì đó là những câu hỏi gì trước hết con người từ đâu mà đến Có nhiều lý thuyết Có thể nói con người Bởi khỉ mà ra Con người do một cái vụ nổ Big Bang Rồi ngẫu nhiên được tạo thành Hay Con người Theo Do Thái Kỳ Tô Giáo Do Thiên Chúa sáng tạo ra Câu hỏi con người bởi đâu mà đến câu hỏi thứ hai con người sống để làm gì chúng ta thấy ai cũng thế thôi nhân sinh tự thủy thủy vô tử xưa rầy ai cũng phải chết cứ sinh ra để chết chẳng lẽ đời phi lý thế sao sinh ra vất vả lam lũ bệnh tật già chết sinh lão bệnh tử Vậy trong cuộc nhân sinh này tôi đang hiện hữu Cái hiện hữu đó của tôi có ý nghĩa gì không? Câu hỏi thứ ba Ai cũng phải chết Chẳng lẽ chết rồi là hết Cả một cuộc đời tôi nỗ lực làm điều tốt Cả một cuộc đời tôi vươn lên trong những thăng trầm Cả một cuộc đời tôi muốn đóng góp cái gì đó cho xã hội Chẳng lẽ chết rồi thì hết sao? hay chỉ đơn giản còn lại như người ta bảo đời người thành công khi viết được một quyển sách trồng được một cái cây và có những đứa con để lại nghĩa là còn cái gì đó của mình sau khi mình khuất đi mà ngay cả dù là còn những cái gì đó của mình sau khi mình khuất đi thì câu hỏi rất hiện sinh vẫn còn đó tôi chết đi rồi thì tôi đi đâu để trả lời cho ba câu hỏi này con người từ đâu đến con người sống để làm gì và con người chết đi đâu chúng ta thấy bao nhiêu nền văn hóa tìm cách để trả lời triết học tìm cách để trả lời khoa học tìm cách để lý giải nhưng dĩ nhiên khoa học triết học văn hóa không đưa chúng ta đến một câu trả lời thỏa đáng hay không dẫn chúng ta đến tận cùng kỳ lý của những vấn nạn vấn nạn rất hiện sinh không dễ dàng tìm được câu trả lời. Tuy nhiên, những câu trả những cái vấn nạn này người ta lại có thể một cách thỏa đáng tìm được câu trả lời nơi các tôn giáo. Tùy các bạn phân định và thấy như vậy, tôn giáo có cần thiết không? Và rồi ở khía cạnh thứ hai Tôn giáo mang lại cho con người một lý tưởng sống Nhờ có đức tin Nhờ có tôn giáo Tôi sống một cuộc đời có ý nghĩa Xin lỗi là chưa nói về Kitô tô giáo Nhưng mà tôi lấy một cái ví dụ trong Kitô tô giáo để diễn tả câu giáo lý rất căn bản hỏi ta sống ở đời này để làm gì thưa ta sống ở đời này để nhận biết thiên chúa là cha và mọi người là anh chị em của nhau ta thờ phượng chúa ta sống một cuộc đời có ý nghĩa cao đẹp để mai sau hưởng hạnh phúc vĩnh cửu một cái nét một cái câu trả lời đến từ tôn giáo và chúng ta thấy biết bao nhiêu người họ hy sinh cả đời sống của họ. Họ tận hiến cả cuộc đời của họ cho một lý tưởng sống. Sống đẹp, sống thanh cao, sống có ý nghĩa. Dĩ nhiên không phải những người không có tôn giáo thì không thể sống như vậy. Nhưng sự trợ giúp của tôn giáo, câu trả lời từ tôn giáo như đôi cánh. Một bên là niềm tin và một bên là nỗ lực của con người giúp người ta dễ dàng sống một cuộc đời có ý nghĩa và khi có tôn giáo người ta có một lý tưởng để vươn lên sống một đời sống hoàn thiện ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay và cuối cùng khi tôi kết thúc cuộc hành trình đời mình tôi phải đạt đến cái sự hoàn thiện của đời sống như một nỗ lực như một hành trình như một cố gắng như một cố gắng tôn giáo dạy người ta và tạo những phương tiện giúp người ta đạt đến cái sự thành toàn ấy tôn giáo giúp cho chúng ta biết mình sống để làm gì và sống kết thúc cuộc hành trình ấy thì về đâu thật là trơ vơ biết bao khi không biết mình chết sẽ thế nào nhà phật bảo rằng sẽ là một cuộc đầu thai mới Nếu mà sống tốt thì kiếp sau sẽ đầu thai thành một con người. Mà sống ác thì đầu thai thành ngã quỷ, vân vân. Kỳ tu giáo cho thấy người ta không có hai kiếp sống. Sống ở đời này và khi chết đời sau người ta một là bị phạt đời đời trong hỏa ngục khi mất ân nghĩa với Chúa. Hai là sống có ân nghĩa với Chúa nhưng mà chưa hoàn hảo thì trải qua giai đoạn thanh luyện để đạt được hạnh phúc viên mãn gọi là luyện ngục. Ba là sống trong ân nghĩa của Chúa và khi kết thúc được đời mình thì được hưởng kiến thánh nhan Chúa, được ở thiên đàng, được trọng thưởng. Câu trả lời rõ trên bình diện tôn giáo và những ai sống đức tin biết mình sống để làm gì và chết thì đi đâu cuối cùng chúng ta nhận thấy một điều thế này trên thế gian này đó tốt xấu vàng thau lẫn lộn thế nhưng ta đặt một vấn đề giả như không có tôn giáo thì người ta sẽ không còn nói đến lương tâm người ta sẽ không còn nói đến đời này đời sau người ta không còn nói đến thưởng phạt bởi vì chết là hết và như vậy Một thế giới sẽ càng trở nên xáo trộn hơn Sẽ là một thế giới cá lớn nuốt cá bé Mạnh được yếu thua Tôn giáo giúp cho người ta thực sự nhân bản hơn Giúp cho người ta thực sự tử tế hơn Giúp cho người ta sống một cuộc đời ý nghĩa hơn Và nhất là giúp cho người ta sống một cuộc sống có lý tưởng Để đạt đến một cái cùng đích tốt đẹp tuyệt đối. Thưa các bạn, một vài điều sơ quát như vậy để chúng ta có một cái khái niệm tôi hy vọng là dẫu mơ hồ nhưng ít là một lần trong cuộc đời chúng ta nói đến tôn giáo và chúng ta nói đến cái tầm quan trọng của tôn giáo trong đời sống của con người. Mong rằng chúng ta nghiêm túc đặt vấn đề. Những gì chúng tôi khơi gợi thì chỉ là những cái chấm phá chính sự nỗ lực tìm kiếm của các bạn giúp cho các bạn mở mang, có tầm nhìn, có hiểu biết, có chính kiến và Thiên Chúa gõ cửa trái tim các bạn. Các bạn đáp trả bằng đời sống đức tin của các bạn trong tương lai. Chúng ta tạm khép lại bài học thứ nhất ở đây. Bài học chủ đề Tôn giáo là gì? Tôn giáo có cần thiết không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi và tôi cũng mời gọi các bạn dành một giây lát để chúng ta cảm ơn Chúa trong giờ học này, chúng con cảm tạ tình thương của Chúa, đây là cơ duyên Chúa mời gọi và quy tụ chúng con để chúng con được học hỏi, được tìm hiểu về tôn giáo, rồi tìm hiểu về Thiên Chúa, Xin Chúa xoay lòng mở trí để chúng con thêm hiểu biết biết thì chúng con thêm yêu mến chúng con sống đời sống của chúng con một cách tốt đẹp ý nghĩa hơn hạnh phúc hơn không chỉ hạnh phúc đời này mà còn hạnh phúc mai sau nữa nhân danh cha và con và thánh thần amen hẹn gặp các bạn ở bài học kế tiếp